Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người hai sản phẩm của cùng một dòng xe. Đó chính là em muốn giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm. Đây chính là lốc điều hòa của Ford Ranger 2006 đến 2009. Nhưng mà một dòng sản phẩm là hàng HCC của Hàn Quốc và một dòng sản phẩm là của Chiết Giang Trung Quốc. Sơn Tiên của hãng rất xin lỗi anh em mấy hôm nay ho quá. Cái bây giờ chúng ta sẽ cùng sơ qua nhìn về hai dòng sản phẩm thì không có gì khác nhau. Nếu mà nói về tổng quan về hình thức là không có gì khác nhau, nhưng mà một cái đặc điểm để chúng ta dễ nhận biết nhất đó chính là cái ốc để chúng ta bắt mật bích. Thì với bên Halon của Hàn Quốc người ta sản xuất thì nó sẽ là ốc lục giác màu đen, bên hàng liên doanh thì sẽ là màu trắng, ốc bắt bô điện sẽ là màu trắng, đây ốc sẽ là màu đen. Với cái dòng mặt hít, anh em nhìn cái dòng mặt hít của Hàn Quốc này thì nó sẽ là ba vấu, hàng liên doanh thì nó sẽ là một bản mặt tròn luôn đó. Thì đây chúng ta có thể nhìn nhé. Đây tất cả là không không hề khác biệt nhau một chút nào luôn đó. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, tức là nó chỉ khác nhau về cái phần đuôi này là cái thiết kế hơi khác ở một chút là chỗ hóng này, nhưng không vấn đề gì đó. Nhưng cái phần Hàn Quốc là bao giờ người ta cũng dập cái mã quy cách ở phía dưới. Dạng lốc này thì là dạng lốc thân tròn, như anh em chúng ta thường hay gọi là dạng lốc thân tròn. Lốc được bắt vào với lốc máy là qua 4 chân xuyên, 2 chân trên và 1 chân dưới. Đây, tất cả mặt bích thì y chang nhau. Đấy. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái đôi led, sự khác biệt của hai dòng lốc hàng liên doanh và hàng Hàn Quốc của Ford Ranger 2006 đến 2009. Rất là cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.